Chào mấy bạn, hôm nay mình mới được mẹ mua cho một dĩa rong nho. Nè, cho đây. Còn đây là nước sốt nè. Rồi. Đây mình sẽ thử thách coi một trong hai anh em mình coi đứa nào ai trong một trong hai người coi ai ăn được rong nho thì nó sẽ giành chiến thắng. Tôi được nói. Ok, mấy bạn chúc là chúc chúng ta vào cho đây nè. Let's go. Bắt đầu vào video thôi nào, chuẩn bị. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Biết ngon hay dở đây nè. Cái mùi nó kỳ lắm. Mùi nó kỳ này. Đây là rong nơi hả trời. Nhìn nó giống rong biển lắm. Ăn thử nha. Rồi. Ngon. Ngon ha. Số 1. Đỉnh. Với lại còn cái sợi này nè thì ai nhìn giống quả nho lắm. Thằng em mình nó chấm nhiều nước sốt quá, nó bị thua cuộc xong giờ nó không ăn nữa. Bây giờ mình sẽ ngồi lại, bây giờ mình ăn từ từ để coi chút nữa nó lên thôi. Nho này nè nó lạnh lạnh chung với lại cái nước sốt này nó hơi mặn một tí, ăn nói chung là rất là ngon. Rồi nó sắp sửa lên rồi, đang ở dưới uống nước. Nó ăn nhìn giống như rong biển luôn cái đầu nè. Ngon. Còn sợi đó này nó lên rồi mấy bạn đó, để chai nước kế bờ nè, mà không nước là vì đó chứ nó là mình không ăn được. Mình không ăn được, mình chỉ sợ mình không quá, mình không ăn nha được, không ăn nha được. Dạ quá, cái này rất là ngon này. Đợi. Đợi chút cho mấy bạn xem kỹ không nào. Đó đổ ca. Ông sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.